Hello, xin mến chào anh em. Đây là kênh Sống TV. Hôm nay mình giới thiệu với các anh em một cái thiết bị. À không, nó là một cái loại thuốc. Đây, Maxford Quantum. À đây là một cái thuốc mà dị kiến. Thì nó đến từ hãng Bayer. Bayer là một hãng mà chuyên về các cái dược liệu hay là những cái thuốc bảo vệ thực vật, đại loại là hóa chất á. Thì đây là hãng mà rất là uy tín của Pháp. Đây là cái loại thuốc về diệt kiến. Cái loại này á thì nó có cái tác dụng á, là nó giống như một cái bẫy vậy đó. Kiến nó sẽ ăn những cái này, nó đem về tổ và sau đó nó bị kích thích và sẽ thế nào đó mà nó ngộ độc nguyên cả một cái đàn. Thì ở cái sân vườn nhà mình nó có nguyên cái ổ đây, kiến lửa. Đây các bạn. Khá là khủng khiếp. Đây. Nên mình sẽ phải sử dụng nó để mình xử lý. Bây giờ mình mở ra ha. Đây, cái chai của nó như thế này. Mình sẽ mở ra. Xin lỗi là tại vì mình chỉ có một tay thôi. Một tay mình cầm máy. Đây, mở ra. Đây, bỏ này xuống đây ha. Rồi, bây giờ bỏ thuốc xuống để cho các bạn kiến bạn xử lý. Đây, cái này. Đó, chỉ cần bỏ một hai giọt kiểu đó để cho kiến nó ăn, nó tha về. Ồ, dính đất rồi, xin lỗi. Ở đây. Đấy. Thì mình làm như vậy kiến nó sẽ ăn rồi nó mang cái chất này nó đem vô tổ và sau đó nó có thể bị tiêu diệt cả nguyên một cái tổ. Và đây là một cái loại thuốc mà nó có chất độc chắc chắn, do đó thì cần phải bảo quản nó nghiêm ngặt và không được để nó trong tầm tay của trẻ em ha. Cái này là do mình đang sử dụng ngoài sân vườn. Nếu mà trong nhà của bạn mà bị kiến thì bạn vẫn có thể bạn đặt ở trong nhà, bạn lấy cái miếng giấy bạn bỏ nó lên. Rồi sau đó thì bạn xịt một chút, bạn để đó cho kiến nó tới nó ăn. Bạn cứ canh cái đường đi của con kiến á. Ví dụ như ở đây. Đây, có đường đi nè. Như mình thấy nó có đường đi ha. Mình sẽ để một chút cho nó. Đó, nó đi ngang cái nó sẽ tới nó ăn. Nó ăn cái nó lấy đó đem về và nó tha về cái tổ. Rồi cứ thế là nó sẽ xử lý nguyên một cái tổ đó. Đây là một cái cách mà diệt kiến nó rất là nhanh gọn. Cái việc mà kiến mà trong nhà nó nhiều quá đó rồi thì nó cũng rất gọi là gây khó chịu, bởi vì bạn vừa mới để đồ ăn cái nó lên rồi đó. Nhất là dòng mà kiến đen, kiến hôi, kiến gió. Còn ngoài sân vườn của mình thì kiến lửa, kiến lửa mà mình không xử lý nó đó thì con cái trẻ em nó đi ra nó chơi rất là nguy hiểm, nó cắn một cái là mệt luôn. Rồi, ok. Video clip này mình review cho các bạn coi cái này thôi ha. Hiệu là Maxford Quantum của hãng Bayer của Pháp. Và nếu mà bạn thích thì bạn có thể mua ở trong cái phần link mà mình ghim ở trên cái comment đầu tiên trong cái video clip này hay là trong cái phần mô tả. Thì cái này mình mua ở Tiki và ở Shopee cũng có ha. Rồi, ok. Đây là thuốc Maxford Quantum chuyên về diệt kiến. Xin chào, hẹn gặp lại các anh em trong những video clip tiếp theo trên kênh Sống TV. Goodbye. Bấm like, bấm subscribe. À mà không bấm cũng không sao.